Giải đấu Golf Zone Việt Nam Championship 2023 đã thu hút sự tham dự của 125 tay gậy với 461 vòng đấu chỉ trong thời gian ngắn của vòng loại. Đây là giải đấu tiên phong ứng dụng công nghệ trong thi đấu golf tại Việt Nam, cho phép các vận động viên thi đấu từ nhiều địa điểm và linh hoạt về thời gian, đồng thời đảm bảo tính công bằng và minh bạch với cùng một điều kiện thi đấu. Giải đấu được tổ chức đặc biệt dành riêng cho các tuyển thủ Việt Nam, trong đó vận động viên nam và nữ cùng tranh tài cho cùng một chức vô địch và quỹ thưởng lên đến 600 triệu đồng. Nhà vô địch sẽ nhận số tiền thưởng cao nhất dành cho golf chuyên nghiệp nữ tại Việt Nam 120 triệu đồng. Sau hơn 2 tuần khởi tranh vòng loại, Golf Zone Việt Nam Championship 2023 đã ghi nhận tổng cộng 461 vòng đánh của 125 vận động viên tham dự. Trong đó, có 39 vận động viên chuyên nghiệp, 34 nam và 5 nữ, và 86 vận động viên nghiệp dư, 76 nam và 10 nữ. Những màn trình diễn ấn tượng đã làm cho bảng xếp hạng vòng loại của giải đấu liên tục biến động, và danh sách top 24 vận động viên chuyên nghiệp và 06 vận động viên nghiệp dư xuất sắc nhất vào vòng chung kết cũng thay đổi hàng ngày. Lò Anh Văn với 8 birdie và chỉ 1 bogey đứng đầu bảng xếp hạng với số điểm trừ 7 sau 5 vòng đấu. Vị trí thứ hai thuộc về Đào Văn Hoàn với số điểm trừ 5. Vũ Minh Hải và Lê Anh Đức hiện đang đồng hạng 3 với trừ 3 gậy, trong khi Hana Kang tay gậy nữ duy nhất trong top 10 cũng đang thi đấu xuất sắc. Cuộc đua ở bảng nghiệp dư không kém phần gay cấn khi chỉ có 06 suất thi đấu chung kết dành cho các tay gậy không chuyên. Hiện tại, hai vận động viên Nguyễn Hải và